công ty của mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn móng úp. Chỉ cần one step thôi nha, không có cần nhiều bước. Mình có thể sử dụng cái chai treo glue này, mình sơn lên móng và gắn móng úp rất là dễ dàng, không có cần primer hay là bond, chỉ có một step thôi. Đây, bây giờ mình làm cho em nó một bộ. Cách làm á, thì cũng giống như là mình làm full set ở khối lực vậy đó. Thì trước tiên thì mình cũng phải mài sơ móng cho khách. Mình mài nhám cũng giống như là mình làm full set vậy đó, ở khối lực vậy đó. Thì công ty của mình ra thiếp tới 12 size, 12 size nha, một hộp thiếp có 600 cái thiếp 12 size. Thì size lớn, size nhỏ gì bỏ vô, móng nào là úp được móng đó. Mình sử dụng cái chai keo glue này. Trước tiên là mình sơn lên hết 5 ngón. Mình có thể sơn lẹ, không có cần phải tỉ mỉ, tự vì khi mà mình ép nó xuống là tự động nó sẽ chảy ra đều. Tại sao mình sơn như vậy là tự vì á, là mình sơn thì nó còn lại một khúc ở trên đầu, mình canh nó rất là dễ, mình chỉ bỏ lên tí xíu thôi. Bỏ lên nhiều thì nó sẽ tràn xuống dưới dưới móng nha. Mình để cách 3 cọng tóc. Mình ép nó xuống. Mình ép sao cho đừng có bong bóng nha. Đây, sử dụng cây đèn pin. Đèn pin này nó rất là mạnh. Mình hơ chỉ có 5 second thôi là nó sẽ khô, và nó chỉ là khô tạm thôi. Đây, móng nó bị glue ở dưới như thế này là không có phải e ngại gì hết. Mình có cái cây này, mình sẽ kéo nó ra. Cái cách mà gắn mình sẽ hướng dẫn mọi người là dùng hai cái ngón này để giữa cái móng, nửa cái móng. Hay mình chép một tí xíu thôi. Mình để giữa cái móng như thế này. Ngón tay giữa mình đặt dưới móng, dưới ngón tay của khách. Bỏ lên móng cách 3 cọng tóc. Nghiêng 45 độ, ép nó xuống. Sao cho không để bong bóng hay là chỗ hở, vì khi mà hở thì nó sẽ bị fungus, dễ gãy. Khi nó đầy đủ glue như thế này là móng giữ rất là lâu, giữ cho tới khi 4 tuần. Rất là dễ. Cũng như vậy, mình bỏ lên chút xíu thôi, không có cần phải nhiều. Mình dùng hai cái ngón này nha mọi người nha, cầm nửa cái móng, tay của mình đặt dưới ngón tay khách, cách 3 cọng tóc, nghiêng 45 độ, ép xuống, ép sao cho không phải bị bong bóng, bị bọt. Treo có dư ra dưới underneath cũng không sao, vì cái đèn pin này nó chỉ có tạm thôi. Nó chỉ khô tạm thôi. Mọi người thấy không? Rất rất là lẹ luôn. Không có mất nhiều thời gian. Một bộ full set mình có thể làm trong vòng 10 phút. Sử dụng hai cái ngón tay này đặt dưới móng của khách,
nó có thể là nó dư clue tí xíu ở dưới, thì mình chỉ dùng cái này, nó là silicone nha mọi người nha, cho nên nó rất là êm, nó không có bị đau tay của khách, mình lấy ra rất rất là lẹ luôn đó. Sau khi mình lấy ra rồi là mình bỏ vô cho mình khúc nó vô trong cái máy lớn khoảng 1 phút, thì trong thời gian đó đó là mình làm cho cái bàn tay bên kia. Rồi hôm nay em nó muốn làm móng coffin shape, thì cái này á là muốn coffin shape á, thì em nó muốn dài thì mình cắt ngắn lên là nó sẽ ra coffin shape ha, không có mất nhiều thời gian, không có cần phải giũa nhiều. Thì công ty của mình á ra cũng 4 loại shape, ngắn dài đều có. Rồi thì cái nó sẽ ra cái coffin shape như thế này, rồi mình chỉ cần dùng đầu diamond cho mình. Mình gắn xong mình giũa shape đàng hoàng đâu ra đó, thì mình mài cái cuticle một cho nó nằm sát xuống ha. Tại vì nó khi mà nó nằm sát như vậy á thì mình chút hồi mình sơn một lớp B lên để cho nó giữa cái móng thiệt và móng treo này nó dính chặt lại với nhau và không có bị gãy, không bị hở. Với cái loại này đó thì mọi người có thể fill được luôn nha. Mình có thể fill được luôn. 2 tuần khi mà khách quay lại á thì mình fill á, mình chỉ mài cái màu treo nó ra rồi xong rồi mình bỏ chép cái glue lên cho 2 lớp là rồi xong rồi mình sơn màu lên là cái đó là fill đó. Fill rất là dễ, nó giống như là đổi nước sơn vậy đó mọi người, giống như đổi nước sơn treo vậy đó. Nó nằm sát, không có cần phải mài ra suốt đằng sau này nha, không cần. Tự vì á, khi mà mình sơn lên nó treo, nó sẽ dính với treo, nó không có bị tróc. Mình dùng cái buffer mình bóp nhẹ nó. Sau đó mình dùng cái treo B glue sơn lại một lớp nữa cho nó cứng ha, để cho nó không có bị hở. Cái chai glue này nè mọi người, nó rất rất là chắc luôn, mọi người có thể dùng cho treo manicure được luôn ha. Sử dụng cái này cho treo manicure là đảm bảo luôn, khách mà hả có sử dụng bàn tay để làm việc nhiều á, nó cũng không có chốc luôn nha. Cái B code này nó rất rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ mình sơn lên, sau khi cái lớp base đó là mình sơn lên. Vì móng nó rất đẹp cho nên mình rất là sơn, sơn nó rất là dễ, sơn rất là đẹp. Sơn rất là tròn móng luôn ha. Ai mà sơn không được khéo á, vô cái này là khéo hết, đẹp hết á.
Mình đã hoàn tất bộ móng gel up nha, móng gel up trong vòng khoảng 15 phút là hoàn thành một bộ. Khi mà bạn xếp á, thì không có cần phải xếp nhiều, chỉ cắt ngắn và cái xếp khớp vành xếp nó đã ra theo ý muốn của mình, rất là đẹp luôn. Và sẵn đây thì cái top coat của mình nó bóng và nó less lon nha mọi người nha. Xin chào, tạm biệt.